Minh Toàn xin mến chào các cô chú cũng như là các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở đây là tại dưới chân cầu của Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay là một cái ngày mà thời tiết cũng không được đẹp lắm. Với thời tiết mưa phùn, gió bấc, Minh Toàn đang đứng ở tại dưới chân cầu Bãi Cháy và muốn gửi một số cái hình ảnh về cầu Bãi Cháy đến quý bà con, cô bác cũng như là các anh chị và các bạn, nhằm giúp các bạn hiểu thêm về Quảng Ninh nói riêng và thành phố Hạ Long nói chung. Mình thưa các anh chị, ở đây thì chúng ta đang nhìn xa xa đầu kia là một cái cáp treo đang đi. Với cáp treo này thì cô chú và anh chị có thể đi là từ bên thị trấn Bãi Cháy cho đến sang bên thị trấn Hòn Gai. Và đây là hai cái cáp treo, một cáp treo là cáp màu tím là đi ngược từ bên Bãi Cháy sang bên Hòn Gai, và cáp treo màu xanh là cáp treo mà đi ngược từ bên Hòn Gai về thị trấn Bãi Cháy. Trước mặt chúng ta là cái thị trấn Hòn Gai. Và mến thưa các anh chị, những cái nhà đầu kia được mệnh danh là những cái của cái vòng quay mặt trời, là cái mà màu chớp chớp, màu vòng tròn, là cái vòng quay mặt trời. Và dưới đấy là cái khu đồi huyền bí mà được khu du lịch Sun World Quảng Ninh xây dựng lên và cũng đang khai thác rất là nhiều du khách du lịch đến với Hạ Long ngày hôm nay. Ở phía dưới của chúng ta là cái lạch biển, một cái lạch biển có thể nói là khá là đẹp. Và càng tàu ở đây thì bây giờ nếu mà về với Hạ Long thì cũng sẽ không đi những cái cảng lạch này nữa, mà chúng ta sẽ đi từ Tuần Châu. Chúng ta sẽ đi ra ví dụ như là Cát Bà hay là ra Vịnh Hạ Long thì chúng ta sẽ đi từ Tuần Châu. Và mến thưa các anh chị là khu xa xa đầu kia thì khu đấy, cái khu này, đấy, cái khu này là cái khu đấy, là một cái khu có thể nói là cái khu phố mới của Hòn Gai bây giờ, và cực kỳ là tuyệt đẹp. Những căn biệt thự và những căn nhà có thể nói là những người mà có điều kiện thì chúng ta mới ở được ở đấy. Trước mặt chúng ta là cái cảnh cầu Bãi Cháy về đêm. Cảnh cầu Bãi Cháy ở đây thì chúng ta nhìn có thể nhìn thấy được những cái mà nó khói mờ mờ, sương mờ ở đấy. Đấy là những cái hạt mưa phùn hoặc là những cái hơi nước buổi tối nó bốc lên. Người ta thường gọi, trẻ con thường gọi là những cái đám mây mà bay sát ở trên cái đỉnh cầu của Bãi Cháy. Và với cầu Bãi Cháy này thì rất là nhiều câu chuyện huyền thoại về cầu Bãi Cháy của Quảng Ninh. Bên cạnh đấy có một cái câu chuyện mà Minh Toàn đọc được, đó là cái câu chuyện của bà Phan Thị Bích Hằng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Đâu đấy trên mạng nói rằng cầu Bãi Cháy này đã sụp đổ năm 2012, với cái lời nói của bà Phan Thị Bích Hằng. Còn với lời nói đấy thì có sự thật hay không thì cái đấy thì phải được kiểm nghiệm và chứng minh. Và với Minh Toàn nghĩ đấy là một tin đồn thôi, lời đồn thôi, chứ không phải là sự thật. Và chúng ta đang xem cái màn trình diễn của ánh sáng của cầu Bãi Cháy về đêm. Đấy, cầu Bãi Cháy là một cái cầu mà có thể nói là về du lịch, về vẻ đẹp cũng như là cái độ dài, độ cao là phải nhất nhì ở Quảng Ninh. Nhưng mà để mà cầu Bãi Cháy so với các tỉnh khác thì cầu Bãi Cháy chưa phải là một cái cầu đẹp so với ví dụ như là cầu sông Hàn hay là cầu Rồng của Đà Nẵng hay một số cầu khác ở trên đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng so với Quảng Ninh thì cầu Bãi Cháy là một trong những cái cầu có thể nói là cây cầu đẹp nhất và cũng có thể nói là đi vào lịch sử nhất của tỉnh Quảng Ninh hiện tại cho đến thời điểm này. Trước mặt chúng ta là một số cái nhà hàng, khách sạn. Khu này là khu Bạch Đằng. Đấy, khu này là khu Bạch Đằng. Đây là chúng ta đang đứng trước cái khách sạn là
ở Bạch Đằng. Xa xa đầu kia là cái khách sạn Hạ Long, có hai cái điểm xanh xanh kia là khách sạn Hạ Long Plaza. Và cái nhà căn nhà to nhất ở phía kia. Đấy. Đấy là cái khách sạn Wyndham. Một trong những khách sạn mà có thể nói là lớn nhất ở Hạ Long đến thời điểm hiện tại bây giờ. Khi về với Hạ Long thì quý cô chú anh chị cũng có thể là chúng ta sẽ nghỉ ngơi trên những cái con thuyền xa xa như thế này. Đấy, mình toàn sẽ zoom lại để cho quý bà con cô bác nhìn thấy những con thuyền này. Bên trong những con thuyền này thì về đêm các cái du khách vẫn là hoạt động ở trên thuyền, vẫn vui chơi hoạt động ở trên thuyền. Đấy, những con thuyền này lênh đênh ở trên vịnh, trên biển. Và chúng ta có thể giải trí ở trên thuyền, trên biển với những cái trò chơi giải trí hoặc là những cái phòng riêng, karaoke hay là hát giao lưu hoặc là những cái đoàn thám hiểm, mà đoàn du lịch mà chúng ta tổ chức chúng ta đi. Thì về với Hạ Long, một cái đặc sản mà phải nói cực kỳ tuyệt vời đó, nếu mà quý bà con, cô bác cũng như là các anh chị, chúng ta có thể là có thời gian và có điều kiện, chúng ta hãy trải nghiệm một tối thôi, hoặc 2-3 tối thì càng tốt. Một đêm ở trên biển thì cực kỳ rất là tuyệt vời, với một cái cảm giác rất là thú vị và rất là khó tả. Đấy là một cái cảm giác lâng lâng trên biển. Hy vọng rằng mọi người sẽ về với Hạ Long và sẽ được trải nghiệm cái cảm giác này. Với cái cáp treo này thì bên cạnh, để làm được những cáp treo này, nó sẽ có những cái trụ cột mà nó cao cao như thế này các bạn. Đấy, trụ cột này là trụ cột của cáp treo. Và từ bên Hòn Gai sang bên Bãi Cháy, mình toàn nhớ không nhầm là nó có 4 cái trụ cột, 4 cái trụ cột cáp treo. Đấy, tức là 1, 2, 3, 4 cái nhịp, 4 nhịp để chúng ta đi từ Hòn Gai, tức là mạn bên này, để chúng ta đi sang phía bên thị trấn Bãi Cháy, hay còn gọi là cái khu du lịch Sun Quốc Quảng Ninh. Nói thêm về cầu Bãi Cháy thì cầu Bãi Cháy thì buổi tối thì rất là đẹp, được trưng bày, được lộng lẫy bởi những cái ánh điện. Nhưng mà ban ngày thì mà khi mà chúng ta lên cầu Bãi Cháy thì cũng một cái cảm giác, nếu mà cầu Bãi Cháy thì Minh Toàn có đứng ở trên cầu và cũng có quay một số cái video về từ trên đỉnh cầu xuống dưới biển và xung quanh cầu rồi. Nếu quý bà con, cô bác quan tâm thì chúng ta hãy xem về cầu Bãi Cháy, hoặc là tìm trong kênh du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel, mà quý bà con, cô bác có thể là xem về một số cái video về cầu Bãi Cháy thêm. Nhưng mà về cầu Bãi Cháy thì độ cao nó không được cao lắm so với các cái cầu khác. Đứng ở trên cầu Bãi Cháy thì chúng ta cũng có thể nói, nếu mà người nào mà có thể yếu tim hoặc là với cảm giác sợ độ cao thì chúng ta cũng không nên đứng ở trên cầu để chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp đấy. Và với một cái cung đường mà gọi là khó đi nhất của Hạ Long, Minh Toàn gọi là khó đi nhất bởi cá nhân Minh Toàn thấy rất là ngoằn ngoèo và nó giống như là một cái đèo nhỏ thôi. Thì đây, ở trước mặt chúng ta đấy, đoạn đường này nó sẽ đi vòng sang đây. Và đấy là một cái đoạn đường rất là ngoằn ngoèo đi quanh một cái ngọn núi để chúng ta đi được lên cái cầu Bãi Cháy này, và chúng ta đi sang Hòn Gai bằng cái con đường này nếu mà chúng ta đi từ đây. Thời điểm bây giờ khách du lịch về với Hạ Long Quảng Ninh không có được nhiều, tức là cũng không đông lắm. Nhưng mà để lượng khách về với Quảng Ninh thời điểm hiện tại thì cá nhân Minh Toàn cảm thấy rằng chỉ có du khách Trung Quốc là nhiều. Và một cái điều đặc biệt khi mà các bạn và các anh chị khi mà về với Hạ Long du lịch thì cá nhân Minh Toàn có một cái chút đôi điều gửi gắm đến các anh chị,
cũng như là các bạn để các bạn có thể là giảm chi phí hơn. Đó là nếu mà chúng ta mà có điều kiện được thì càng tốt, còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì tốt nhất là chúng ta không nên nghỉ và ăn uống ở cái, những cái khu nó gần sát biển như thế này. Bởi vì những khu gần sát biển như thế này, những cái nhà hàng khách sạn mà nó to như thế này thì quý bà con cô bác và anh chị vào đấy ăn uống và nghỉ ngơi lại đấy, giá phòng cũng khá là mắc và dịch vụ ăn uống cũng khá là cao. Nếu mà chúng ta không có đủ điều kiện, theo cá nhân Minh Toàn thì chúng ta cũng nên về với những cái điểm nó xa xa hơn một chút so với khủng vùng dưới biển này để chúng ta nghỉ ngơi, cách khoảng 4-5 cây thôi. Ví dụ như là quý bà con cô bác anh chị có thể là về cái khu vực Ao Cá, Hạ Long đấy, cách có khoảng 2-3 cây thôi, nhưng mà về đấy ăn uống cũng rất là rẻ và đồ cũng rất là thơm ngon. Đấy là một cái điều mà Minh Toàn cũng có thể là chia sẻ đến quý bà con cô bác cũng như là các anh chị để giúp các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên và các bạn mà đi du lịch bụi không có đủ điều kiện kinh tế thì chúng ta cũng nên chú ý những vấn đề này. Video ngày hôm nay Minh Toàn đang đứng ở nơi đây và cũng với một cái dịp về cầu Bãi Cháy buổi tối, Minh Toàn muốn gửi đến quý cô chú và các anh chị về cái hình ảnh dưới chân cầu Bãi Cháy này về đêm. Và Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Rất hy vọng được các cô chú anh chị và các bạn ủng hộ kênh và đón xem những cái video mới về Hạ Long nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung qua cái kênh mà cô chú cô bác đang xem, bằng cái cách là chúng ta nhấn cái nút đăng ký ủng hộ kênh và đồng thời cũng là để là người đầu tiên để xem những video mới về Hạ Long nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung. Đăng ký ở đấy là đăng ký miễn phí các bạn ạ. Một lần nữa Minh Toàn chẳng biết nói gì hơn, xin chúc cô chú và các anh chị cũng như các bạn sức khỏe dồi dào và thành công miên mạng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.